Khi con gái dùng Phật tổ trong lốc chốt để xem hôm nay có bán trái gì nó thơm ngon không nhở? Welcome to the rice fields. Đây rồi, có Phật tổ rồi, bây giờ phải đi khoe phát. Xem đây, sợi, mấy ông tuổi gì mà đòi có? Mày chắc chưa? Sao ai cũng có một con hóa to hơn tôi vậy? Dạ thôi, em xin lỗi với anh, em khoe nhầm chỗ. Quái gì mà đánh đau thế? Kìa. Mọi người ơi, hết stamina rồi. Nhảy đi, cứ nhảy khỏi biển đi. Không nhảy được, không có đủ stamina. Em tấu hài cho ta xem đây à? A few moments later. Mọi người ơi, cứu em với, em vẫn chưa lên được. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bị phế võ công rồi, cứu em với.